dao Việt Nam có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đạo hiếu của con người là đạo hiếu của vạn đời nhân thế. Nó đã trở thành đạo lý sáng ngời muôn thuở của nhân sinh, là nguồn sống thiết yếu của con người. Ai chỉ
đầu in để mang con trai hành lễ. Bình thân phận vi rồi xuống.
Bằng ngày tháng cưu mang
biết làm sao trả được ơn này. Con nhớ trong lòng suốt đời cứu mang, biết làm sao trả được ơn này. Con nhớ trong lòng suốt đời cứu mang, biết làm sao trả được ơn này. Con nhớ trong lòng suốt đời cứu. Thank you.
được truyền lời cảm ơn của gia đình và trân trọng kính mời các đại biểu trở lại bàn mời nước để chia buồn cùng gia quyến. Chúc cụ về suối vàng được siêu xuyên thịnh độ,
làm thú nguyên đức và gửi lời chia buồn với gia quyến. Xin phúc mặt nào bắt đầu. Xin được chuyển lời cảm ơn của gia đình, trân trọng cảm ơn đoàn đại biểu ban trị sự đền Đông Tính. Chia buồn cùng với tăng thang. Chia buồn cùng gia quyến.
mời đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm hôm qua, ban tổ chức truyền lời của gia đình trân trọng cảm ơn đoàn. Kính mời đoàn thực hành. Ban tổ chức truyền lời của gia đình trân trọng cảm ơn. Kính mời
niệm bắt đầu. Phút mặc niệm thông qua, ban tổ chức chuyển lời của gia đình trân trọng cảm ơn. Chân trọng cảm ơn. Thông qua, ban tổ chức chuyển lời của gia đình trân trọng cảm ơn quý đoàn. Thank you.
niệm, út bằng niệm bắt đầu. Út bằng niệm thông qua, ban tổ chức truyền lời của gia đình trân trọng cảm ơn đoàn. Thêm thảm thêm sầu,
để thương để nhớ lệ sầu cho mẹ cùng chúng con. Cha ơi, đời người tần tật mưa phong, cha ơi ra đi về miền Tây chốc dặm ngàn trùng khơi, để cho ngõ vắng điều hưu, nay cửa nhà cha để lại đường dài Tây quê. Để cho mẹ cùng chúng con, các cháu chắc anh em nội ngoại đi sớm về chưa khóc thầm. Kính thưa vong linh hương hồn cụ, thưa vong linh hương hồn cha, kính thưa quý vị đại biểu, thưa gia đình tang quyến, thưa vong linh hương hồn cụ, được sự nhất trí của dòng họ gia đình cũng như cụ bà đây, giờ này chúng tôi xin được thay mặt cho toàn thể anh em công nhân viên dịch vụ tang lễ của Quang Dũng thành phố Ninh Bình về phục vụ chương trình tang lễ của cụ hôm nay. Xin được cùng với cụ bà, cùng toàn thể con cháu chắc anh em nội ngoại trong thân quyến của cụ vào trước hương linh của cụ tổ chức tuần nghi lễ cúng cơm. Thank you.
thập nhất nguyệt nhị thập thiếu nhật ninh bình tịnh ninh bình thành phố bích đạo phường đông họ phố gia số 14 nay tại gia cư chúng con thụng đồng gia kính lễ cung thừa mẫu mạnh con kim thân yêu chủ nam thử vũ văn nghiêm vũ văn bình vũ văn khang hôn tử nguyễn thị uyên nguyễn thị trung trần thị thu gia nữ vũ thị trang vũ thị luận vũ thị quý vũ thị quý vũ thị quý tế tử động ngọc thơ trần hải ninh nội tôn vũ văn nguyệt vũ văn trọng vũ thị lý vũ thị điệp vũ văn trưởng vũ thị hiền vũ thị hà vũ thị bích vũ thị anh cúc vũ quốc thắng ngoại tôn đặng thị thu đặng thị thủy đặng thị thắm đặng thị thương vũ thị xuân trần minh hải trần minh hùng bùi hải long bùi hải quân trần văn tùng trần thị linh tôn tôn phạm thị tính vũ thị nga đàm huyền trang nguyễn thanh thảo tế tôn dương đình nam nguyễn văn cường tạ văn mạnh đặng ngọc lung vũ văn quý nguyễn duy đông phùng duy thủy trương duy lương lại tuấn dũng nguyễn văn thuận hiệp thừa mẫu mạnh trần thị bé cùng 26 chấp nội ngoại của cùng xuất nam đông nam nữ tử tôn nội ngoại dư môn quyến đặng này chúng con cần dĩ hương đăng kim ngân hoa trái đăng trà quả thực lễ vật tâm thành lai lâm chứng giám con cũng thỉnh thần hoàng bản thổ táo quân chính thần giáng tọa linh sàng cảm chiêu cáo vô phục về này chính chiêu vong linh thân phụ con hiền khảo vũ đinh công huy bằng tôn chân linh nguyễn thanh sinh đinh mão liếm muội nguyệt nhật thời thủ sinh hưởng kỳ linh kiểu thập nhị tuế đại hạng lâm trung mẫu xuất niên hạ tuần đông thiên thập nhất nguyệt nhị thập bát nhật thọ bài mạnh trung nay chúng con cần thử vị thử tham hồn
tống giáng linh sàng hướng kỳ bạc lễ mâm cơm chúc thực lợi thiện. Này chúng con nhất tâm tiến thỉnh linh hồn cha linh hồn ông giáng tọa. Chiều ta ảm đạm thế lương tư bỏ chín khúc đau thương nào bằng trao hồn thiêng phảng Phật giáng thăng hãy về tọa hương hương đông lễ này. Ôi ơi than ơi họ trao ấy lưng cơm quả trứng xưa nay lời thiện chúc thực ngày ngày báo ân áo thưa khăn trắng ấm mà thầm khấu đầu trứng giám phổ thân xin thống hòa tình họ trao ơi chiều nay mẹ cùng chúng con khác cháu chắc đang quỳ trước linh sàng thành kính dân toàn thế thượng thật trao ơi bữa sớm bữa trưa bữa chiều nay mẹ cùng chúng con anh em con cháu chất nội ngoại mời cha mời ông mời cô hiến hưởng bữa cơm tối chiều cùng với cháu con họ thương ơi phục duy xin thương hưởng Oh,
khách mời lễ viếng của gia đình cháu Nga. Để tâm tưởng vĩnh biệt tù, phút mặt đẹp xin được bắt đầu. Trong phút mặt đẹp hôm qua, ban tổ chức lễ tang chuyển lời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Mời đoàn cử hành lễ dân hương kính thiết tù. Cũng là thiên chức tiến tư hề chi thiên nghĩa tình phòng thái tính là chi phút công nghiên của thủ xin mời đoàn dành một phút mặt niệm. Phút mặt niệm xin được bắt đầu. Hôm qua, ban tổ chức lễ tang truyền lời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Trong phút mặt đẹp hôm qua, ban tổ chức lễ tang chuyển lời gia đình xin cảm ơn quý đoàn và đại biểu công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Thanh Sở Đường. Phút mặt niệm của đoàn bắt đầu. Phút mặt niệm trôi qua, ban tổ chức lễ tang chuyển lời gia đình xin cảm ơn đoàn. Bài lễ dâng hương. Xin kính mời đoàn dành một phút mặt niệm. Phút mặt niệm xin được bắt đầu. Phút mặt niệm trôi qua chuyển lời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Mời gia đình cử hành lễ dâng hương.
trời mù mịt âm dương cách biệt, ném tâm hương xin bái biệt cùng từ đây. Xin kính mời quý đoàn dành một phút mặc niệm để vĩnh biệt tù. Phút mặc niệm của đoàn bắt đầu. Phút mặc niệm của đoàn trôi qua, ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin cảm ơn quý đoàn. Sáu long đào sáu ba đoàn dành một phút mặc niệm, phút mặc niệm của đoàn bắt đầu. Phút mặc niệm trôi qua, ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin chân trọng cảm ơn. Tân văn tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Dành một phút mặt niệm để vĩnh biệt cụ. Phút mặt niệm của đoàn bắt đầu. Niệm trôi qua, ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Vâng, ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Xin kính mời gia đình cử hành lễ dâng hương. Dành một phút mặc niệm, phút mặc niệm xin bắt đầu. Vâng, phút mặc niệm trôi qua, ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin cảm ơn. Dành một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu.
lễ tang chuyển đời gia đình. Xin trân trọng cảm ơn quý đoàn. Xin trân trọng cảm ơn. Một nghĩa thông gia, trân trọng kính mời gia đình dành một phút mặc niệm để vĩnh biệt cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Phần phút mặc niệm trôi qua, ban tổ chức lễ tang chuyển lời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng kính mời quý đoàn trở lại bàn khách nhà tang lễ mời nước và chia buồn cùng gia quyến. Xin trân trọng cảm ơn.
Trước phong linh của cụ, xin kính mời đoàn dành một phút mặt niệm. Phút mặt niệm xin được bắt đầu. Phút mặt niệm thông qua ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình, xin trân trọng cảm ơn. Nén hương là nghĩa là tình quê hương. Xin mời quý đoàn các gia đình dành một phút mặt niệm. Phút mặt niệm xin bắt đầu. Phút mặt niệm đã trôi qua, ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng mời ông đại diện gia đình cử hành lễ dân hương. Ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin cảm ơn tứ gia đình ông. Lễ tang chuyển đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Xin mời vị trưởng đoàn lên cử hành lễ dâng hương. Trân trọng kính mời quý đoàn các gia đình dành một phút mặt niệm để tâm tưởng vĩnh biệt cụ. Phút mặc niệm xin bắt đầu. Phút mặc niệm trôi qua, ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Lễ tang chuyển đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng kính mời bà cùng hành lễ dâng hương. Vâng, đúng là trời mù mịt âm dương cách biệt, nén tâm hương xin bái biệt cụ từ đây. Xin mời đoàn dành một phút mặt niệm. Phút mặt niệm xin được bắt đầu. Vâng, phút mặt niệm thông qua, ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Phút mặt niệm xin bắt đầu. Vâng, phút mặt niệm trôi qua, ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
thầy lại thầy hôn đống nhớ thương. Trước phong linh thờ tổ, xin kính mời đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm với việc phù bắt đầu. Việc trôi qua, ban tổ chức lễ tang chuyển lời gia đình xin trân trọng cảm ơn gia đình nhà Thúc Sơn Hòa chuẩn bị lễ viếng. Ban tổ chức lễ tang chuyển lời gia đình xin trân trọng cảm ơn Như Minh chuẩn bị lễ viếng. Xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức chuyển lời gia đình. Xin trân trọng cảm ơn gia đình các cháu. Ban tổ chức lễ tang chuyển lời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng kính mời ông thầy trưởng đoàn cùng các gia đình lên chủ bàn lễ dân hương. Trước vong linh của cụ, xin kính mời đoàn dành một phút mặc niệm để tâm tưởng vĩnh biệt cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm trôi qua, ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm vĩnh biệt cụ bắt đầu. Phút mặc niệm trôi qua chuyển lời
gia đình xin cảm ơn. Ban tổ chức chuyện đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng kính mời bà trưởng đoàn lên cử hành lễ dâng hương. Trân trọng kính mời quý đoàn gia đình dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm vĩnh biệt cụ xin bắt đầu. Vâng, phút mặc niệm trôi qua, ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Xin mời quý đoàn lên đặt vòng hoa và cử hành lễ dâng hương. Chúng tôi trân trọng kính mời ông đệ trưởng đoàn lên cử hành lễ dâng hương. Vâng, đúng là người về âm cảnh thân thương tan để làm trận với bố thương. Chúc phong linh của cụ để vĩnh biệt cụ, xin mời đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm của đoàn bắt đầu. Phút mặc niệm trôi qua, ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức chuyện đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức lễ tang chuyện đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Chúng con linh cụ xin kính mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm vĩnh biệt cụ bắt đầu. Mặt niệm trôi qua chuyển đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Linh cụ xin kính mời đoàn dành một phút mặc niệm để tâm tưởng vĩnh biệt cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm trôi qua, ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Lễ viếng của hai cháu Vinh Huyền, em của chị Trang Hải, trân trọng kính mời. Ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin trân trọng cảm ơn.
chúc cầu chúc mời các gia đình tự hành lễ dân hương. Ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức lễ tang chuyển đời của gia đình xin trân trọng cảm ơn. Mời gia đình cử hành lễ dân hương kính thiết cụ. Vâng, đúng là thắp nén hương thơm lòng tưởng nhớ, vô cùng thương tiếc lúc tiễn đưa. Chuyện đời gia đình xin cảm ơn. Ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin cảm ơn. Trân trọng kính mời ông Tuấn trưởng đoàn lên cử hành lễ dân hương. Trời mù mịt âm dương cách biệt, nén tâm hương xin bái biệt cụ từ đây, để tỏ lòng thành kính hương hồn cụ và tiễn biệt cụ. Xin kính mời đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm của đoàn bắt đầu. Niệm của đoàn trôi qua, ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin cảm ơn. Ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Hương hồn cụ, xin kính mời quý đoàn các gia đình dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm vĩnh biệt cụ bắt đầu. Phút mặc niệm trôi qua, ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin cảm ơn. Mời đoàn dành một phút mặc niệm để tâm tưởng vĩnh biệt cụ. Phút mặc niệm xin bắt đầu. Ban tổ chức lễ tang chuyển đời với gia đình
xin trân trọng cảm ơn. Nét hương là nghĩa là tình quê hương. Ban tổ chức lễ tang chuyển đời gia đình xin cảm ơn tới gia đình. Anh em họ hàng
con ngoại, thân bằng cố hữu gần xa, và con trong cố ngoài lại. Đời tiên cụ Vũ Văn Tôn do tuổi cao sức yếu, lâm phải căn bệnh hiểm heo, mặc dù đã được gia đình vợ con anh em họ tập đặng tình chăm sóc, lại được giáo sư bác sĩ lấy kiến đặng tình cứu chữa. Những cánh tay ngắn đi của cô y học hiện đại cũng phải có tay phụ không qua khỏi được. Cô đã tặng thế tại gia đình vào hồi 16:34 ngày 3/1/2019 trước ngày 28/11/1 cô hưởng thọ 92 tuổi. Cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận cùng các tổ chức đoàn thể thay mặt nhân dân phố Đông Hồ đã đến gia đình hiếu tử thăm hỏi, chia buồn và cùng nhau hành động văn lễ, chịu trách nhiệm tổ chức lễ tang cho chủ công Vũ Văn Tôn trang trọng, chu đáo, đúng với các lý lẽ, tập tục và các quy định của địa phương. Vùng quê nằm sát dòng sông Cái, hiền hòa, mát lạnh, phù sa. Quê nghèo nằm ở ven sông, ruộng sâu chặt nước, cánh đồng ngập nắng. Vùng quê Đông Hồ, mỗi độ hè về, tỏa nát hương sen, thơm thảo như lòng người Đông Hồ, nát đây, nát ấy, và núi ngọc vĩ yên. Giấu trong mình bao huyền thoại để người quê Đông Hồ đói lòng uống suối buồn đau bát cơm xẻ lửa sẵn tàu kia đôi. Từ một vùng quê địa đến tiên triệt đã nuôi dưỡng cụ Vũ Văn Tôn lên nhà lên hình với tấm lòng lương thảo như hương xe đất mẹ sinh ra. Tấm lòng nhân hậu khoan dung lại được hướng dẫn những nhân dân truyền cho những khí quê hương để cụ trở thành một nhà sai lạc với nước vọng lất sông hóa núi. Cụ đã cùng bạn bè trang hứa tham gia hai cuộc kháng chiến vĩ đại nhất của dân tộc, đánh pháp đuổi mỹ, để đến hôm nay tổ quốc thanh bình, đất nước liền một loại từ mũi hà hôi đến địa đầu móng cái. Giang sơn thu về một mối hòa lập xứng tầm cùng năm châu bốn biển, cũng như bao chàng trai cô gái của đất quê hương đến tuổi trưởng thành, trai dựng vợ gái gả chồng. Chàng trai Vũ Văn Tôn đã kết duyên cùng cô công nữ cùng quê Trần Thị Bé, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc quê hương hòa quyện cùng nhau để đôi trai tài gái sắc sinh hạ được 8 người con. Ba trai năm gái, và cho đến nay hai cụ lại có thêm được 3 dâu 3 rể, 21 cháu 27 chắc. Đó là tất cả sự tinh hoa của hai cụ đã tạo trưởng thành trải hai cuộc trường kỳ kháng chiến hát hơi buộc mình tất cả các thời thế. Cụ đã chịu bao nỗi vất vả nhọc nhằn, làm đủ mọi thứ nghề nặng nhọc để nuôi dạy các con. Cô cũng đã, các con của cô cũng đã trưởng thành ngoài sự mong đợi của cha mẹ, đã tạo được cho mình một mái ấm gia đình có cuộc sống ổn định, kinh tế vững vàng, và đều là những công dân gương mẫu của xã hội. Tổ quốc hoàn toàn thống nhất, đất nước hội nhập, nền kinh tế ngày một phát triển, đời sống nhân dân ổn định, kinh tế gia đình của cụ khá giả dần lên. Đây là lúc cụ được hưởng thụ một thời kỳ hoàn chỉnh nhất trong cả cuộc đời vất vả cả
thân. Chỉ tha hồn sinh ký tử quy, có đường lên mạch chẳng đi ngã nào. Nhờ phúc ấn củ cao của họ, đàn cháu con đông đủ xung vầy. Tùng già thiên cội gió hay, 92 tuổi cụ bay về trời. Vẫn biết rằng cái quy luật hiện đã của tự nhiên, hình lão bệnh tử nó không chừa một ai. Nhưng cái quy luật hiện tại nó ập đến cuối cùng thì không ai không bỏ và hoàn ương khó. Tưởng rằng chết là vui hoa, nón sông gặp hồ ơn ca thái bình. Sống cuộc sống yên lành hạnh phúc với cháu con đông đúc đầy nhà. Bỗng đâu trời nổi phong ba, làm cho đau xót lụng ở nhà cháu con. Trên linh thàng khói hương lan tỏa, trong gia đình chẳng xóa ngăn ta. Cụ cô ơi, không nỗi đau nào trên thế gian này bằng nỗi đau khẽ biệt, ông dương cách biệt, vợ mất chồng, con mất cha, cháu chắc mất cụ. Họ không mất người thân, khối phố mất một công dân mẫu mực, người cao tuổi mất một cây đại thụ, cây cao bóng quả, tỏa ra bóng mát, che chở cho cháu con, cho họ tập và cho cả cuộc đời này. Lân Đà mất một người bạn thiên hiền lành đức độ, giàu tình nhân ái, thương tiếc cụ, chúng tôi nước mắt đầm mi. Từ trong sâu thẳm cõi lòng những người còn lại, một nỗi bâng khuâng chống trả ngập ngùi, chúng tôi chỉ còn biết gửi đến cụ lời cầu chúc linh hồn cụ sớm được siêu sinh tịnh độ, nương thờ cử tam bảo chí tôn để ngõ sớm chuông kiều tụng tôn kính thị xã từ bi sớm trở thành chính quả. Quy Phật, quy pháp, quy tăng để mong linh cụ không tha vào vòng ngã tử, không vướng vào căn lục xúc luân hồi, để cụ phù hộ cho cháu con, cho anh em họ tộc và cho chúng tôi những người còn đang sống luôn mạnh khỏe, bình an để gánh vác tốt việc đời gian dở mà cụ còn để lại. Hơn 90 xuân ở cõi trần, bao nhiêu vất vả với gian truân, nhưng nhờ cửa Phật lên tiên giới, có phúc phù ơi sẽ có phần. Chúng tôi xin gửi đến cụ nén hương trầm hương lát, khói hương bay lan tỏa không gian, trầm mạng suy tư để lòng người hướng về nhiều chân thiện mỹ mà cụ còn để lại cho chúng tôi trong cuộc đời này. Xin kính mời toàn thể nhân dân, anh em họ tộc, các con cháu đứng lên dành cho cụ một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Chúng ta ngồi xuống để tỏ lòng thương tiếc cụ
mời đại diện cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức đoàn thể và nhân dân phố Đi Bộ lên trước linh văn thắp tuần nhang tiễn biệt và dành cho cụ một phút mặc niệm. Xin kính mời đoàn. Đánh làm sao được
những lúc gia đình chúng tôi có sự mất mát lớn lao sẽ có thiếu sót, sẽ có khiếm khuyết, mong quý vị và bà con thông cảm lượng thứ. Sau khi đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng, xin mời các cụ, các ông, các bà đến gia đình chúng tôi, trở lại gia đình chúng tôi mời nước để gia đình chúng tôi được cảm tạ tấm lòng thiết tình của quý vị và bà con. Thay mặt gia đình xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu của gia đình. Kính thưa các quý đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân phố Đông Hồ, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, anh chị em trong phố, các thông gia, liên gia, anh em họ tộc bà ngoại, bạn bè thân bằng, cố hữu gần xa, cụ Vũ Văn Tôn mất tích là một nỗi tổn thương. Con cháu chắc, anh em họ tộc và toàn thể chúng ta, ban tổ chức lễ tang và gia đình tang tổ đã được đón quý vị về tham gia để chia buồn cúng viếng. Đến giờ phút này lại được đón tiếp về dự lễ truy điệu tống chung và đưa tang cụ Vũ Văn Tôn về nơi an nghỉ cuối cùng. Ban tổ chức lễ tang và gia đình hiếu chủ vô cùng cảm kích và biết ơn đến sự tri ân của quý vị. Xin được gửi đến quý vị tấm lòng biết ơn chân thành nhất. Xin chân thành cảm ơn ban nhạc hiếu, ban nhạc đồng và thần tình phục vụ tang lễ trong lúc tam ca bốn bốn không thể tránh khỏi những tiếng huyết. Ban tang lễ và gia đình hiếu chủ có điều gì sơ xuất cũng xin được quý vị lượng thứ. Mất cha con bơ vơ biết đi về đâu, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Cha ơi sao bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con,
để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Cha sâu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru sương, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Cha thật rồi, cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Thank you.
đất tổ quê. Nhớ ngày loạn lạc tha phương đói nghèo, nhớ thời tung bấn reo neo làm con chưa thấu ơi hết điều làm con. Lúc nghèo hắt nay lúc cô đơn, để tôi lòng mẹ để buồn cho cha còn khỏe cha răn, mẹ hiền tần tảo tháng ngày nuôi con, chúng con vẫn thỏa nào nhớ mãi nằm chơi trong chiếc võng cùng cha, nghe lời ấm áp của cha, tình thương của mẹ ngọt ngào bên tai. Các con cháu chắc của cha ơi, đứa nào cũng được nghe lời cha ru. Con còn nhớ lúc cha mạnh khỏe, gia đình ta sum họp đông vui, cha thường răn dạy chúng con anh em đoàn kết thuận hòa bên nhau. Cùng chung dòng máu của cha, cùng chung khúc ruột mẹ hiền sinh ra. Nay những lời đạo lý của cha, anh em đâu dám nuôi bao giờ quên. Những lúc tối cha thường kể chuyện này, chúng con ngồi im lặng lắng nghe dân gian cổ tích chuyện hài, nghe xong con lại vui cười với cha. Lọt lòng con chẳng biết chi, nay ta đã lớn mới phải suy cho rành. Trọn cuộc đời mẹ cha vất vả, dành yêu thương tất cả cho con, vì ai nên mới có mình mẹ cha vun đắp công trình xiết bao. Ơn này sánh với trời cao, hiểu biết nghĩa mới là con ngoan.
rồi cha lại dạy chúng con đường ăn nết ở. Mẹ cha đắp đền công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra một lòng tôn kính mẹ cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Một lòng tôn kính mẹ cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Nay con đã trưởng thành tất cả, ơn làng quê, ơn mẹ, ơn cha, đi xa con nhớ quê nhà ngọt ngào ấm áp, nhớ hình bóng cha. Nay con đã trưởng thành tất cả, ơn làng quê, ơn mẹ, ơn cha, đi xa con nhớ quê nhà ngọt ngào ấm áp, nhớ hình bóng cha. Đi xa con nhớ quê nhà ngọt ngào ấm áp, con nhớ hình bóng cha.